cho mẹ cái chuồng lợn cái. Ôi, bẩn lắm mẹ. Bẩn cũng phải quét. Mẹ buồn cười nhỉ. Vợ chồng con vẫn về chơi tí. Lâu nay có làm quen đâu. Mẹ quen thì mẹ làm đi, cứ bắt quen vợ con làm đây. Bây giờ về chơi thì tranh thủ hộ mẹ được việc gì hay việc đấy. Chỉ có mỗi quét cái chuồng lợn thôi mà cũng khó khăn là thế nào. Đây con thấy chuồng lợn có bẩn gì đâu, sạch mà. Sạch gì? Cứ vào quét cho nó sạch sẽ. Bây giờ về nhà chả giúp mẹ cái gì cả, cứ ở trong nhà nằm xem điện thoại điện thoại. Ờ thì đến giờ mẹ nuôi chúng mày à? Đến giờ bọn con cũng nấu cơm mà có vẻ là ngồi chơi không đâu. Nấu cơm thì nấu cơm chứ. Mẹ cái việc này vợ về con... nhà đúng ra chúng mày về là mẹ được nghỉ ngơi ấy, chứ không phải là đi chăn lợn đi chăn cá thành phố nó không biết làm gì đâu. Ừ, thì thế thì mới vào làm cho nó quen đi, sau này mà nhưng mẹ mà không về mà hộ mẹ à? Nhưng mà mẹ ơi con bọn con có làm con nuôi lợn đâu, bọn con chứ thành phố làm công ty mà. Công ty thì công ty nhưng bây giờ cũng vào làm giúp mẹ được. Thôi. Làm gì? Mấy giờ lợn? Mẹ tôi có thấy sạch rồi. Mẹ làm cái gì? Mày không phải vớ vẩn nhá. Chỉ bọn con. Nếu mà nó không quét thì mày vào quét đi. Làm sao đấy? Thôi có gì đâu, chỉ mấy chỉ có sạch rồi. Chuồng lợn thôi mà nó không hộ. Ờ chúng mày. Chúng mày gì nhỉ? Về chơi mẹ thì dọn mẹ một hôm mới làm sao? Được ngày chơi. Lâu nay bọn em trên đấy có làm có quen đâu, bây giờ về cứ bắt này cứ đầu gặp mày nhá. Mẹ với tao ở nhà làm nhiều rồi thì giờ vợ chồng mày về chơi tí thì làm cho mẹ một tí làm sao, bọn tao giờ ra đồng ra đồng. Anh ở nhà anh nuôi lợn thì em có nuôi đâu, em chưa thành không nuôi thế mày trước giờ mày cũng ở đấy là mẹ mày sinh ra ở đâu mày lớn lên ở đâu bé thì ở đây nhưng bây giờ em lấy vợ em trên thành phố và em làm công phố ty mày, em... mày đi lên thành phố được mấy hôm mà mày giờ mày về nhưng mày mà lâu lâu nay em có làm à? Lâu nay em có làm mấy cái con lợn này làm cái gì đâu, lâu nay em làm công vâng ty rồi là hồi bé thôi. Bây giờ về đến nhà là phải giúp mẹ, không phải là đâu mẹ ơi mày... tao nói cho mày biết nha, trước tao nói cho mày trước trước là phải vác thùng ra ngoài ao để mà xối giờ nhá, tao bắt vòi vào tận nơi rồi. Giờ hai vợ chồng mày cứ thế một đứa xịt một đứa quét thôi. Nhưng mà em nói thật anh nhìn đi nó không em thấy sạch mà sạch gì lợn nó đái ở thường xuyên. Không phải là về chơi mà cứ cái điện thoại. Không mẹ ơi. Với nữa là với nên là tao nói mày biết là để cho con vợ mày tập dần đi cho quen. Quen làm cái gì, bọn em trên thành phố bọn em có nuôi lợn đâu mà không quen. Phải bênh nhá. Thế tao nói cho mày, chúng mày biết nhá. Con gà, con qué, con lợn thịt mấy con thịt lợn chúng mày ăn bọn tao gửi lên không từ mấy con lợn này ra ở đâu hả? Ăn là ăn được thì phải làm được đi chứ. Bọn em gái thành phố sao gái thành phố hay gì đây nhưng mà chồng quê là về phải làm cho quen đấy. Nhưng mà bọn em về đấy phải chơi không đâu, vợ em quét nhà nấu cơm mà. Quét nhà nấu cơm đấy là việc đương nhiên rồi chứ không phải là em về đây rồi cho các anh làm biết đâu. Chúng mày về là mẹ lại phải mày thấy chị dâu mày không là từ sáng tờ mờ sáng đến tối đi hết làm cái này mà chị làm quen rồi anh so sánh thế so sánh này con không làm được đâu ấy. Hay một thời buổi khác chứ không phải lúc nào cũng chăm chăm mấy con lợn đâu. Mày đừng có vào thành phố tí rồi. Không phải là oai thì em phải trở về quê với anh chị với mẹ làm gì? Làm đi để cho nhớ lại tuổi thơ, không bắt gốc bây giờ. Không nhớ có gì phải nhớ. Thì mẹ thịt lợn thì chả xin, mẹ cho thì phải lấy chứ. Mày không phải biện hộ rửa cái chuồng lợn thôi. Là chỉ có việc quét cái chuồng lợn cũng khó khăn. Ôi mày đi học đi, mày đứng đây một chuồng phát mà. Nhưng nó mà bắt vào làm bây giờ. Vào làm đi, cho con lên trên. Vợ không làm thì chồng làm. Mẹ cho con quét cho dân khẩu. Đấy, cho một đứa phun vòi, một đứa quét đi. Bỏ tao giờ ra đồng. Bây giờ mẹ con đang đi ra đồng làm, chúng mày ở nhà làm thế nào chuồng lợn sạch sẽ về. Sạch rồi. Sạch rồi. Không. Sạch cái gì? Đây sạch rồi. Mày cứ là đông không? Nó sạch rất rồi. Nhiều là bãi ở trong đấy. Mày quét rồi. Tắm này phải lúc nào cũng sạch thì nó mới con lợn đây nó phải lông mưa nó sạch. Chúng mày lấy cái bàn chải chúng mày chà từng con cho tao. Điên rồi, lúc nào mới xong? Em việc ra sao ấy? Đây việc rồi. Thế thời gian chúng mày đấy, chúng mày vào, chúng mày mở tivi tốn bao nhiêu điện rồi cứ chơi điện thoại thế này. Bọn đưa kia đấy. Bọn em làm có ngày cuối tuần về. Bọn em về quê chơi và anh làm như thế sao? Làm hết việc này đến việc khác. Này, ta nói cho mày biết nha. Ta nói cho mày biết nha. Về quê chơi. Làm đi chứ không ngày người béo ú ụ như này là không tốt đâu. Làm đi để mà giảm mỡ đi. Ôi anh cũng biết người béo như này mệt lắm mà. Thì mệt thì mình làm đi để cho giảm béo đi. Không. Không hai vợ chồng mày béo như con này khó chịu lắm ạ. Anh nói vợ em béo như thế. Mày nó không làm thì mày vào làm đi.
Không thì tí là con lấy cái vào con xịt 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 đã được cái gì? Xịt 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 làm sao mà nó sạch được? Thì xịt cho nó trời một góc có được rồi. Không vớ bạn nhá. Mày đừng có mày mày cứ về vớ được cái. Để cho nó cưỡi lên đầu lên cổ ấy. Anh cứ đầu vợ anh làm đâu mà anh cứ. Đây, vợ tao đi làm từ đông từ sáng đến giờ chưa về kìa. Nói chung là chị làm biết chị làm nhưng mà chị làm là quen rồi, vợ em cuối tuần về chơi mà anh cứ bắt làm như thế. Về cho em về đây chị làm cho nó quen đi. Làm đi. Không. Nói vậy thôi chứ để chúng mày làm để chúng mày giảm cái mỡ lượng mỡ đi, có một cái làm chứ đừng có nằm lắm đi, nó béo lên nữa đi. Lại không được đẻ được ra bây giờ. Ôi, mẹ ơi. Chúng mày cưới nhau 2 3 năm rồi do chúng mày có phải do con này béo quá đây là không anh đẻ nói được thế không? Đây là bọn em kế hoạch bọn chưa kế hoạch con. Cái gì? Do con này béo quá nên không đẻ được nên là giờ vào làm để giảm mỡ đi. Mẹ em để cho con làm những việc như thế này ô nhiễm làm sao mà không được. Ô nhiễm cái gì? Người ở nhà người ta ô nhiễm đấy à? Thôi được rồi. Đấy, làm cho này, nào không nói nhiều, làm cho chúng mày. Rồi đi đi. Đi lên gọi xịt cho đi. Về nhá. Con lợn kia là phải trắng sạch sẽ không phải là mà đen ngòm như thế đâu. Rồi anh đi. Anh với mẹ đi. Anh với mẹ đi đi. Chúng mày muốn làm như thế nào thì làm. Rồi rồi. Tao đi làm về mà chuồng lợn mà. Thôi rồi con biết rồi. À bác vợ làm đi. Biết rồi. Không phải biết rồi. Đi đi mẹ đi. Bênh ơi. Ai làm thầy đi. Đây anh đi anh xịt cho. Khiếp có mấy con lợn.